Thưa quý vị, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản số 12134 chỉ đạo các cấp các ngành trong tỉnh tăng cường các giải pháp ngăn chặn xử lý tệ nạn tín dụng đen cho vay nặng lãi, trong đó đặc biệt cảnh báo về việc giao dịch cho vay bằng hợp đồng giả cách. Theo đó, Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, sinh động, đa dạng, dễ tiếp cận đến người dân. Đặc biệt, Quỹ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng công an mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, phối hợp các cơ quan tư pháp trong công tác phát hiện đấu tranh đẩy nhanh tiến độ điều tra xét xử các vụ án liên quan đến tính dụng đen ngoài ra quỹ ban nhân dân tỉnh cũng cảnh báo về hình thức hợp đồng giả cách theo đó chỉ đạo các cấp các ngành đoàn thể tổ chức quán triệt tăng cường kiểm tra yêu cầu tổ chức công chứng và công chứng viên thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc kiểm tra phát hiện những biểu hiện bất thường để tuyên vấn giải thích thông tin đầy đủ cho người dân, hiểu rõ bản chất, hậu quả của hợp đồng giả cách, quỹ quyền, kiên quyết từ chối dịch vụ công chứng, các hợp đồng có dấu hiệu giả cách, không tiếp tay tạo điều kiện cho các đối tượng, lợi dụng thủ tục công chứng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đất đai của người dai. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 xảy ra phức tạp kéo dài như thời gian qua, làm nhiều người thêm khó khăn nên rất dễ bị các đối tượng hoạt động tín dụng đen lợi dụng rủ rê, lôi kéo. Qua đó khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh mắc bẫy tính dụng đen dễ dẫn đến nhiều hệ lụy khác